Không giống như các đợt kết nối ngân hàng doanh nghiệp từ năm ngoái đến nay, thì đợt kết nối sáng nay ngày 29 tháng 8 đã ghi nhận số vốn cho vay kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đó là 1.300 tỷ đồng. Đây là đợt bảo lãnh cho vay của chính quyền địa phương và ngân hàng nhà nước cho doanh nghiệp tại địa bàn quận Bình Thạnh và Phú Nhuận. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn còn chậm chạp, các ngân hàng không dễ tìm được đầu ra, đợt cho vay rầm rộ vào sáng ngày 29 tháng 8 đã thu hút sự tham gia của tất cả các ngân hàng thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Gói tín dụng gần 1.300 tỷ đồng này sẽ dành cho 41 doanh nghiệp và một hộ kinh doanh tại Bình Thạnh và Phú Nhuận với lãi suất cao nhất chỉ là 9% một năm. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhận định quy mô gói tín dụng lần này chính là điểm đáng chú ý của đợt cho vay. Không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngân hàng thì tất nhiên là rất là khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn này. Nếu không có sự hỗ trợ của ngân hàng và chính quyền địa phương thì tôi đang vay với cái lãi suất là 13.5%. Còn nay nếu mà trong cái gói ưu đãi thì tôi vay được cái lãi suất là 9%. 12 cái lần tổ chức ký kết trước ở 12 quận huyện đó thì chúng ta làm là tối thiểu là cũng 90-100 tỷ và tối đa cũng ở mức khoảng 5-600 tỷ thôi. Nhưng đợt này chúng ta làm một số gói lượng rất lớn là trên 1.200 tỷ. Có thể nói là trầm trề 1.300 tỷ với số lượng khách hàng doanh nghiệp là 42 khách hàng cũng như là thêm một cái hộ sản xuất kinh doanh. Thì có thể đây nói đây là một cái quy mô mà lớn nhất từ hồi trước tới giờ mà hệ thống ngân hàng thành phố chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện trong cái lễ kết nối doanh nghiệp ngân hàng. Đến nay chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã được thực hiện ở 12 trên 24 quận huyện. Tổng số vốn vay đã ký kết đạt hơn 4.200 tỷ đồng với gần 300 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh được hỗ trợ.